Bây giờ nó làm xong rồi, ông phá ra đây, bà thừa Thúy lúc sáng bà cũng đo tất ở nhà rồi, có đéo ai lấn ra. Anh làm như này đấy đấy, ông làm như này ông sai đấy ông Hạc ạ. Tít đã bố bảo không được làm lên mà. Tít. Ông ấy như này là ông sai đấy, ông sai. Nhưng mà giữ ngoài phường đi. Tao bảo 3 mét là đúng 3 mét. Thế 3 mét cả phường lúc sáng cả bà Thúy ở đây bà ấy cho bà đo còn gì nữa, còn chó nữa. Tao biết tao đã bảo rồi. Đo bây giờ đây tao đo đúng 3 mét. Còn chúng mày làm đéo làm gì làm. Địt mẹ nó đây này. 3 mét từ cái tường này này. Alo, gọi công an đây đi. Điện rồi. 3 mét nhưng mà ở cái đường kia lúc sáng cả bà Thúy bảo là để cái đường ống nước đây nó đi vào. Ông mắc đường nước ở đâu? Nước kệ con mẹ, nước cho lên vào. Vào đâu? Cho sống cái đầu buồi là sống ích kỷ nó vừa thôi chứ. Tao nhá, nói mày không phải mình nhà mày đi. Không phải mình nhà cháu đi nhưng mà đường tập thể mày thì tao nói là cũng kê là đường chung. Không phải đéo phải riêng đường nhà cháu, địt mẹ còn riêng đường nhà cháu đâu, cháu tao đá cho lật vặt luôn. Địt mẹ nữa, kể cả là chú. Mày phá ra là mày phải chịu trách nhiệm. Đường tập thể có phải là đường ấy đâu? Đường không cần biết. Không liên quan gì đến mày. Chú cháu đã bảo rồi, tử tế đi. Kia cả lúc sáng kia cả bà Thúy ở nhà bà ấy đo chứ. Địt mẹ bây giờ vợ cho thằng chồng đều lại bảo là không cho. Và cái đất đường này còn 3 mét rưỡi, đéo phải là 3 mét đâu. Còn ông thích phá ông cứ phá, con bảo sao phá ra ông xử lý đấy. Đấy ông cho hết đất lên kia là đéo là bảo công trình đâu, ông phải chịu đấy. Ui, con đầu bùi tử tế cho qua chít đến nhau chỉ vì nhà con đi vỡ bẩn con đồ lồn. Kìa, đất hết là đường thì bạ xong rồi sau ba hôm rồi hỏng đường. Hỏng đéo ấy bảo làm đất thì làm đéo. Lâu đâu ông đo lại sao có đủ 3 mét không? Đo từ tường thì ra. Đo từ tường cái gì? Lúc sáng cả địa chính với lại cả bao nhiêu người? Gọi địa chính đây. Mà cứ gọi địa chính. Vợ cũng đéo bằng tao. Ông hất rồi hất đấy nhá, đừng có hất xi măng vào người cháu là đéo đâu tao đấy. Mày biến mẹ người ta khỏi đất ra đi, mới ra đi. Đây đất đường. Đất đường đây là đất đường à? Đất đường. Địt mẹ mày hỏi đất đường này à? Ờ đất đường, tôi bảo đất đường. Cái loại mày. Ờ. Tôi bảo đất đường. Đây đường á? Ờ đất là đường. Ôi trời ơi. Cái giỏi đấy nhở. Mà kể cả cái đất này là cái đất này là đất nước nha, cứ đéo vào đất nhà ông. Đất nhà nước. Còn địt mẹ tôi đố nó là nó tổng rồi đấy. Địt mẹ mà sờ dấu chân tôi đánh chết mẹ mày luôn. Mày, địt mẹ mày bố không ăn mẹ. Bố mày đéo cái bất chấp cái loại nào. Địt mẹ mày đừng chửi tao nhá. Này mày thích mày cứ ăn đi, mày ăn được phát ăn cứ ăn thoải mái. Nhưng tao lại thế, tao là địt mẹ khác người. Tao hỏi mày, tao động chạm gì đến mày? Thế cháu động chạm gì cho ông? Cháu bảo tao đứng đây, đừng có hất xi măng người cháu. Cứ như thế là như nào nữa? Thôi mày đứng đu ra để tao làm. Thôi ông bảo địt mẹ mày, bảo mẹ câu bảo địt mẹ mà chú đó, chú phải ăn nói ăn cứ nói cẩn thận. Còn địt mẹ mà cháu là cháu, hiểu không? Một khi mà cháu đã đéo cần chú nữa là địt mẹ mà chúng mày trả lời cái đầu buồi gì cả. Không phải thích thì xã hội gì. Hôm nay có cả chủ tịch rồi công an. Chú đéo là cái đéo của tao 3 mét. Điệp mẹ mày đó, cháu đó, chuyện điệp mẹ đó là tôn trọng các chú bậc trên và ăn đó cẩn thận. Còn điệp mẹ mày riêng là cháu của cháu tao đánh chết bỏ mẹ kể cả chú, nhá. Ông cứ bắt nạt vớ vẩn. Ở đây cầm đấy rồi. Có đất đường này 3 mét rưỡi. Gọi xuống đây mà làm. Gọi xuống đây vào. Địt mẹ ra vụng đéo với chùi mép này còn cứ toàn thằng tham. Cứ gọi xuống đây mà 3 mét rưỡi. Tao thử xem. Tao đã đo địt mẹ mày. Không có bao giờ cho. Điên lắm rồi. Địt mẹ mày vợ đi phát ở nhà lại lại đi. Địt mẹ bà Thúy bà canh ở nhà suốt đây này bà vừa đi đâu? Không cho đéo rồi. Đéo ai? Địt mẹ bà vợ cho thằng chồng mày bảo đéo cho nó vẫn là đất đường.
Ông nói như cái đầu buổi người ta, thế người ta bay à? Đi ba các ông đến sau các ông cứ làm đúng là ông tướng à? Làm đến đấy, người ta làm đấy, cứ phá ra rồi đi mà sửa. Loại phường đi đây. Đi đây. Cứ đúng bà này ăn rồi tôi cho lại luôn đi. Kéo một thùi đầu buổi. Tôi đi mẹ vào đất đường, tôi đi chỉ xin thằng lồn là đi mẹ vào đất nhà nước. Đúng rồi. Ông có nào theo của ông, đi mẹ vào cái đường này là cái bìa đỏ nó có 3 mét rưỡi cơ. 3 mét. Đó đúng 3 mét, cho mẹ luôn. Không có thể mốt với nước đéo. Chắc thằng đéo mà. Đi mẹ lao luôn. Ở nhà đâu gọi, gọi ấy đây gọi gọi xã mới gọi công an nó xuống. Gọi lẹ đi. Gọi cả địa chính xuống. Gọi thất xuống. 3 mét. Đấy là nó chúng nó làm xong rồi đấy. Được, nếu mà ấy ra ông phải bỏ tiền túi ra mà làm đấy. Được. Cứ gọi luôn. Còn pháp luật cơ mà. Gọi luôn. Vợ lúc sáng nó chửi nhau, nó cãi nhau trong rồi bà ở nhà bà đã đo ra đấy đến đấy rồi chứ không phải là nó tự ý. Bà ông đéo ông về ông chưa gì ông hùng hổ ông hỏi ra có ai lấn ra của ông, bà Thúy bà ở nhà. Chứ còn nếu mà bà đéo Thúy đéo có nhà cơ mà tự tiện làm ra thì nó lại lẽ khác. Còn có kia bà Thúy nhà kia có cả địa chính kia, cả công an phường xuống kia. Tôi hỏi các ông nhá. Tòa cũng đã nói là từ rào người ta là 3 mét, bây giờ là đấy đây, đây, bây giờ đây là từ đây đã to điệp mẹ nó ở gần nhau, nó là chú cháu phải người ngoài đầu buổi đâu, con sống đéo bằng cái thằng người ngoài, đéo bằng cái thằng điệp mẹ, cái thằng ngoài đời, chú cái đầu lồn nữa các ông. Tao cần gì mày gọi tao chú đéo. Thế gọi gì bằng mày nhá. Đi mẹ các chú sống là sao cho các cháu nể. Sống thì mẹ hàng xóm nó còn mẹ chú sống đéo là gì thì mẹ mà đừng có trách cái đến thằng cháu thế thôi. Bà mẹ rồi. Quay này. Đường người ta làm xong rồi có phải là không đâu? Thống nhất là tôi nói thống đường, nhất đường là tập thể là tôi làm đúng 3 mét. Không có thể là ông đéo nào được vào đây. Dám nói với ông qua đã nói rồi 3 mét là cho ở đây là quá nhiều rồi. Được, ông cứ làm càn nó quen đi. Còn đến đâu đến kệ mẹ. Không, cái phần bọn chị đổ nó này, bọn chị xong rồi, bọn chị cứ làm từ kia hất về là kia cho bọn em. Còn cái phần này có ông phá ra là để bọn em khác xử lý. Còn bọn chị làm là kia rồi, bọn chị xong đằng này rồi. Chỗ này nó phá. Cái đéo gì. Đi mẹ mày đường trước 2 mét còn đi được cái giờ là huống chi nữa. Sống địt mẹ là cả xóm nó còn đéo thèm nhìn mặt. Ông sống phải vừa phải không? Sống phải có tình làng nghĩa xóm. Sống sống một mình à? Quái gì quái thai? Ông là người dân cả khốn nạn ở cái chỗ này nhá. Xong nói cho biết từ hôm qua xong đi như tôi cứ không thể nói rồi. Nhưng nó phải vừa phải thôi. Con người sống với nhau còn nhìn nhau đấy. Lúc tối lửa tắt đèn cũng có nhau đấy. Lúc chết cũng có người ta đấy. Nhưng mà tao động gì đến nhà mày không? Không phải là đường đường chung chả động nhà đéo cả. Con đi mẹ mà riêng con động nhà cháu là chúng mày chỉ ăn ăn được bồi bố mày luôn. Bố cho ông ăn bồi luôn. Đây là thảo quan tập thể. Cái đây là đường chung, cũng là cái đường anh chả phải đường của nhà ông mà cũng chả phải đường của nhà cháu, đường nhà nước. Đây, đây ông đây, có chung đây. Ông sáng ông đéo ở nhà, đây ông cho ông để chính đây. Làm qua là chỗ ở 3 mét, bây giờ cứ làm đúng 3 mét cho thôi. Mình làm người ta cũng một tí này không đáng. Không phải nhưng mà nói bọn này rất bố láo. Mẹ ơi, thôi. Không làm thế. 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 Sáng nay chị chị làm gì? Tôi đã bảo tôi dặn tôi từ sáng rồi. Tôi sáng nó làm xong đéo ở nhà mẹ đi xong rồi đi bây giờ về để phá ra để tôi vợ ở nhà vợ phát chồng phát cả nhưng mà nó láo rồi mà qua nói đéo được
Xong là vợ tôi đi gắn bác nó lại kè ra đến sát đây. Ai kè ra? Thì bà nó vẫn bản như thế đó, ai kè? Không phải bà Bính cho kè ra đâu. Địt mẹ là con người sống đéo bằng con súc vật đấy, sống bằng cái gì? Là địt mẹ mày đừng rủa. Tôi đéo bảo ông. Con mẹ mày bảo súc vật. Tôi bảo là cái loại người sống không bằng súc vật là địt mẹ chết mẹ đi nhá. Tôi đéo bảo ông. Tôi bảo địt mẹ thằng hạc cơ. Ông nói với tôi nhá. Tôi bảo địt mẹ con người với nhau sống nó phải là tình người. Sống đéo bằng con vật, con chó là con địt mẹ mày nó bán nó bắt được con. Tôi bảo đéo gì ông? Mà ông thích người dây sự tôi à? Hay như nào? Còn riêng thằng quý này chả biết sao thằng lồn nào nhá, đéo động thằng nào thôi, đi mẹ động với bố cho chúng mày chết mẹ mày luôn. Đi mẹ ông ấy đánh bố cho thêm tiền, bố cho luôn cái nhẫn đang chỉ này, đeo tay đánh cho bố mày phát, bố cho luôn cái nhẫn. Bố mày chỉ thích tiền thôi, bố mày cần gì gấu á, đi bạo cho vào lấu cao. Gấu thì lấy mặt, hổ thì lấu cao. Đây bà con xem này, địt mẹ có 5 phân đất mà cái đường kia đều ống nước. Nó thật thì kể cả lên cho thiên hạ nó biết, chứ còn địt mẹ thì sợ những cái thằng sống lột trâu ấy, chứ còn sợ đéo cái thằng sống chân thật. Đâu con đường này là vợ ông ở nhà buổi sáng cắm đổ rồi, chứ không có thằng nào lấn ra cả. Buổi sáng này đã cãi nhau chửi nhau rồi. Cả phường có ban đủ ban bệ xuống đây hết rồi. Không phải là lối ông ta Túc Thắng à, chỗ này là ông đổ cua ra. Là Túc Thắng cả vợ ở nhà rồi. Có cái chỗ đất đấy là đéo vào đất của ông, đừng có gạt vào, nó đổ xong rồi đừng có gạt. Ông phá hại tài sản của nhà nước đấy. Sáng có vợ đấy, anh là địa chính cả sao ở đây, không phải không có ai đâu, tất cả anh em đấy ban vô đủ đây, ban mẹ ông về ông hộp ra ông phá mỗi đoạn này thôi, mỗi đoạn xuống rồi. Có ông thích phá bao nhiêu ông phá kệ không, chỉnh cho 3 đủ 3 mét thì tất cả bình tĩnh. Thừa 3 mét thoải mái cho anh, từ bên kia ông mép kia từ lúc sáng đo bên này đến nhà ông đây này là thiếu này, có phải là lấn ra đâu, là 3 mét cho anh. Ông ấy đo mẹ từ tường ấy ra. Đo từ tường nào. Cái đường 3 mét. 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi. Đấy như này này, đấy tôi để con như thế đã là 3 mét 1 rồi.
thì đánh như thế này đây. Cứ để như này. Ủa hót mẹ đi, thế cái hót mẹ hết đi. Ai bảo sao đâu. Mày đéo cái thằng đâu. Đâu rồi, gọi công an phường xuống, số điện thoại đâu. Đây là ông Đạt. Ờ, cả ông Đạt ở đây. Làm gì ra nó phải có pháp luật chứ. Còn nếu mà các ông mà bảo tôi sai thì cứ gọi xuống đây, tôi bảo rồi. Đời tôi chưa bao giờ được mẹ tham của ai một cái gì. Dám nói gì đấy. Đấy, địt bà nó mấy cái thằng điều chính trước nó làm ấy, địt bà ông không biết đút nó bao nhiêu tiền thì giờ khổ dân đấy. Địt bà nó ngồi trên nó chỉ ăn trên nó ký thôi. Đấy, bây giờ là khổ dân đây. Nếu mà nó chỉ có 3 mét, thì bây giờ 3 mét nước thôi là lập luôn đi, biên bản đấy, anh Đạt vào yết thông vào lập biên bản đi. Đổ xong rồi ông phá được không? Kể ông đào hết lên được cơ mà. Ai bảo sao đâu, không cấm. Kể cả hết. Đấy nha, các ông nhất trí nhá. Còn đứa nào lắm mồm nhá, đến mẹ về nhà lắm mồm. Ông léo này nói đúng thôi, lắm mồm đấy. Thế mày bà ra đây xem bố ông đo đúng không? Đo léo thì đồ chúa đẹp mấy tháng này nó cho làm. Thế các em không bảo công nhận đổ lên rồi, không bảo ông đo léo. Mày mày cho các bà kiện công này đi. Điệt mẹ chúng mày cậy bỏ ra mấy cái đồng bạc chúng mày làm sổ đỏ chui rồi lủi chúng bây giờ chúng để khổ dân. Mày